Chào mừng quý vị đến với Culture Channel, kênh youtube chính thức của tạp chí Culture, kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật nhất từ Canada và toàn cầu. Sau đây mời quý vị theo dõi điểm tin thế giới với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, các chi tiết bắt đầu được tiết lộ khi hàng loạt máy nhắn tin của Hezbollah đã phát nổ. Trong sự kiện kinh hoàng này, 12 người bao gồm hai trẻ em đã thiệt mạng và gần 3.000 người khác bị thương khi máy nhắn tin cầm tay Pagers của các chiến binh Hezbollah đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon và Syria vào ngày 17 tháng 9. Trong đó có cả thủ đô Beirut. Đại sứ Iran tại Lebanon cũng bị thương trong loạt vụ nổ này. Hezbollah là nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, đã đổ lỗi cho Israel về hành động mà họ gọi là sự xâm lược tội ác và cam kết sẽ trả thù xứng đáng. Các máy nhắn tin Pager vốn được phân phối cho các thành viên của Hezbollah để tránh bị theo dõi, bất ngờ phát nổ tại nhiều địa điểm. Theo hãng thông tấn Reuters, cơ quan tình báo Mossad của Israel đã cài chất nổ vào 5.000 máy nhắn tin mà nhóm Hezbollah nhập khẩu. Nhiều tháng trước khi xảy ra loạt vụ nổ chết người này trên khắp Lebanon theo nguồn tin an ninh của Lebanon. Một quan chức Mỹ cho biết Israel đã thông báo cho Hoa Kỳ sau vụ tấn công, trong đó một lượng nhỏ thuốc nổ được giấu trong máy nhắn tin đã phát nổ, Người này đã nói chuyện với điều kiện giấu tên vì họ không được phép thảo luận thông tin này một cách công khai, theo hãng thông tấn AP. Nguồn an ninh Lebanon cho biết đây là loạt máy nhắn tin thuộc về Go Apollo đặt trụ sở tại Đài Loan. Nhưng công ty này cho biết họ không chế tạo ra các dụng cụ này, mà là do một công ty Âu Châu có quyền sử dụng tên nhãn hiệu Go Apollo sản xuất. Công ty này có tên là BAC ở Hungary. Các chiến binh Hezbollah đã sử dụng các máy nhắn tin này như một công cụ liên lạc công nghệ thấp để tránh bị theo dõi. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, cơ quan tình báo Mossad của Israel đặt cài chất nổ vào các thiết bị này và kích hoạt chúng từ xa. Hezbollah được Iran chống lưng, thề là sẽ trả đũa Israel lên án Israel vì cái mà họ gọi là cuộc thảm sát. Vụ việc này cho thấy sự thâm nhập tình báo sâu sắc của Israel và Hezbollah, với nhiều chuyên gia gọi đây là sự vi phạm an ninh lớn nhất trong nhiều thập kỷ của nhóm này mặc dù israel từ chối bình luận vụ nổ diễn ra khi căng thẳng giữa israel và hezbollah đang leo thang với các cuộc đấu pháo diễn ra hàng ngày dọc biên giới hezbollah cũng tuyên bố rằng vụ việc này sẽ không ngăn cản hoạt động hỗ trợ gaza của họ và hứa là sẽ có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với israel cuộc tấn công tinh vi này làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến giữa israel và hamas ở gaza có thể lan rộng thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn ngoại trưởng hoa kỳ anthony blinken vào thứ tư hôm nay cho biết rằng hoa kỳ vẫn đang đánh giá xem cuộc tấn công có thể ảnh hưởng như thế nào đến các nỗ lực đàm phán lệnh ngừng bắn ở gaza các bệnh viện tại lebanon đang quá tải với hàng ngàn người bị thương một đoạn video của cctv đã ghi lại cảnh một người đàn ông bị thương khi thiết bị nổ trong túi của ông ta tại siêu thị liên hợp quốc đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc cảnh báo rằng tình hình hiện tại là vô cùng căng thẳng trong bối cảnh khu vực ngày càng phức tạp theo hãng thông tấn AP, Israel đã bắt đầu điều động thêm quân tới biên giới, tới Lebanon vào thứ Tư như một biện pháp phòng ngừa, theo một quan chức giấu tên có hiểu biết về các phong trào này. Cùng ngày 18 tháng 9, ông Joseph Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, đã lên án vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon. Nói rằng, ngay cả khi các cuộc tấn công dường như có sẵn mục tiêu, nó vẫn gây ra thiệt hại nặng nề, không phân biệt đối với dân thường trong đó bao gồm cả các nạn nhân là trẻ em liên minh châu âu kêu gọi tất cả các bên liên quan ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện điều này sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho toàn bộ khu vực và hơn thế nữa ông boron nói vì sao mà máy nhắn tin của hezbollah phát nổ hàng loạt trong một ngày trước đây thủ lĩnh hezbollah hassan nasrallah đã cảnh báo các thành viên của nhóm vũ trang này không được mang theo điện thoại di động để tránh bị israel theo dõi Do đó, tổ chức này đã sử dụng máy nhắn tin để liên lạc. Máy nhắn tin Pager là thiết bị viễn thông không dây, nhận và hiển thị tin nhắn văn bản hoặc phát tin nhắn thoại. Một thành viên Hezbollah tiết lộ các thiết bị phát nổ ngày 17 tháng 9 là mẫu máy nhắn tin mới mà nhóm này chưa từng sử dụng trước đây. Theo hãng tin Reuters, các nguồn tin an ninh cũng cho biết mẫu mới nhất được Hezbollah đưa vào sử dụng trong những tháng gần đây. Với việc các nhà điều tra hiện tại cung cấp rất ít thông tin về nguyên nhân, nhiều giả thuyết đã xuất hiện về cách thức thực hiện cuộc tấn công này. Một số chuyên gia cho rằng các vụ nổ này rất có thể là do sự can thiệp vào chuỗi cung ứng. Các thiết bị nổ cực nhỏ có thể đã được gắn sẵn vào máy nhắn tin trước khi chúng được chuyển cho thành viên Hezbollah. Sau đó đối phương sẽ kích hoạt thiết bị nổ từ xa cùng một lúc, có thể bằng tín hiệu vô tuyến. Ông Carlo Perez là giám đốc tình báo an ninh tại Trusted cho rằng vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, có lẽ pin sạc một nửa là pin thật một nửa là chất nổ một cựu sĩ quan xử lý bom của quân đội anh giải thích một thiết bị nổ bao gồm năm thành phần chính là một vật chứa một cục pin một thiết bị kích nổ một kiếp nổ và một lượng thuốc nổ một chiếc máy nhắn tin đã có ba thứ trong số đó rồi bạn chỉ cần thêm kiếp nổ và thuốc nổ cựu sĩ quan này giải thích một đoạn phim từ camera an ninh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một chiếc máy nhắn tin phát nổ bên hông một người đàn ông tại một khu chợ ở Lebanon. Sau đoạn video này, hai chuyên gia về đạn dừa cũng cho biết vụ nổ có vẻ là do một thiết bị nổ nhỏ gây ra. Theo ông Sean Morehouse, cựu sĩ quan quân đội Anh và là chuyên gia xử lý bom mìn, cho rằng cơ quan tình báo Mossad của Israel là bên đáng ngờ nhất, có đủ nguồn lực để thực hiện cuộc tấn công như vậy. Còn ông Nicholas Rees, giảng viên thỉnh giảng tại Trung tâm các vấn đề toàn cầu ở Đại học New York, giải thích rằng sự tinh vi của cuộc tấn công này cho thấy bất kỳ ai đứng sau vụ việc đều đã thu thập thông tin tình báo trong một thời gian dài. Một cuộc tấn công có quy mô như thế này đòi hỏi phải xây dựng các mối quan hệ cần thiết để có thể tiếp cận với các máy nhắn tin trước khi chúng được bán và chuyển tới tay thành viên Hezbollah. Trong khi đó, cuộc chiến Nga và Ukraine không có dấu hiệu nào cho thấy chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Putin ra lệnh chiêu binh lên 1,5 triệu quân Nga chỉ thua Trung Quốc. Putin đã ra lệnh tăng quân chính quy, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Ngày 16 tháng 9, tổng thống Nga Putin ra lệnh tăng cường thêm 180.000 quân nhân, đưa quân số của Nga lên 1,5 triệu binh sĩ tại ngũ, khiến cho Nga trở thành quốc gia có lực lượng quân sự lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Sắc lệnh của ông Putin yêu cầu tổng quy mô lực lượng vũ trang Nga đạt mức 2,38 triệu người, trong đó 1,5 triệu là quân nhân tại ngũ. Điều này giúp Nga vượt qua cả Hoa Kỳ và Ấn Độ về quân số, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, chỉ đứng sau Trung Quốc với hơn 2 triệu quân. Đây là lần thứ ba mà ông Putin ra lệnh tăng cường quân số kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 2022. Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh ở miền đông Ukraine, trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều chịu tổn thất nặng nề. Dù Nga có dân số gấp 3 lần Ukraine và đã chiêu mộ thành công tình nguyện viên theo các hợp đồng béo bở để chiến đấu ở Ukraine. Nước này, tương tự như quân đội Ukraine đã hứng chịu những tổn thất nặng nề về sinh lực trên chiến trường và không có dấu hiệu nào cho thấy chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Cả hai phía đều nói rằng mức độ thiệt hại của họ là một bí mật quân sự. Nga từng huy động hơn 300.000 quân vào cuối năm 2022, một bước đi mà khiến cho hàng chục ngàn nam giới trong độ tuổi nhập ngũ và chạy trốn khỏi đất nước. Tuy nhiên hiện tại, điện Kremlin cho biết họ không có kế hoạch huy động thêm, thay vào đó sẽ dựa vào tình nguyện viên tham chiến tại Ukraine. Các chuyên gia lo ngại liệu Nga có đủ khả năng tài chính để chi trả cho việc tăng quân hay không và có thể sẽ cần mở rộng quy mô dự thảo hoặc kêu gọi phụ nữ tham gia quân đội nhiều hơn. Trung Quốc tiếp tục hung hăng với Philippines. Trung Quốc đã đâm tàu Philippines trong khi phóng viên 60 Minutes đang ở trên tàu. Tình hình căng thẳng trên Biển Đông tiếp tục leo thang khi một tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đâm vào tàu của Philippines với phóng viên chương trình 60 Minutes của đài CBS đang có mặt trên tàu. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột giữa hai nước ngày càng gia tăng, có thể khiến cho Mỹ, theo Hiệp ước Phòng thủ hỗ tương với Philippines, can thiệp vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo CBS cho biết hôm 17 tháng 9. Trong hai năm qua, tàu Trung Quốc đã nhiều lần va chạm và xịt vòi nước vào tàu Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là Gilberto Teodoro cho biết hiện Washington và Manila đang bàn bạc về tình huống Mỹ có thể can thiệp. Vụ đâm xảy ra tại khu vực biển Tây Philippines, nơi có hơn 3.000 tỷ hàng hóa quốc tế lưu thông hàng năm và thuộc phạm vi kinh tế độc quyền của Philippines, theo phán quyết của Tòa án Quốc tế năm 2016. Tuy nhiên, Trung Quốc không công nhận phán quyết này và tiếp tục tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Bộ trưởng Philippines Teodoro so sánh hành vi của Trung Quốc với kẻ bắt nạt bạn học trên sân trường và khẳng định không thể để Trung Quốc thoát khỏi các hành động hung hăng của mình. Đại tá Ray Powell, một chuyên gia về Biển Đông, cũng nhận định rằng Trung Quốc đang lợi dụng sức mạnh của mình để phớt lờ luật pháp quốc tế. Rung động lời khai của người chồng đã đánh thuốc mê và mời gọi 80 người khác cưỡng hiếp vợ mình. Theo hãng tin Reuters ngày 17 tháng 9, người chồng trong vụ việc đánh thuốc mê và để hơn 80 người đàn ông khác cưỡng hiếp vợ mình trong suốt một thập kỷ, gây rung động nước Pháp đã thừa nhận các cáo buộc và cầu mong sự tha thứ từ gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên mà ông ta lên tiếng chi tiết về hành vi của mình kể từ khi phiên tòa bắt đầu từ ngày 2 tháng 9. Tôi thừa nhận tất cả các cáo buộc. Tôi là một kẻ hiếp dâm như tất cả những người có mặt trong căn phòng này. Ông Palicot ám chỉ 50 người đàn ông khác trong phiên tòa bị buộc tội hiếp dâm bà Giselle Palicot thông qua lời mời của ông ta. "Tôi mong vợ và con cháu của mình có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi hối hận về hành động của mình, bà ấy không đáng bị như vậy. Tôi mong sự tha thứ, mặc dù tôi biết điều đó là rất khó." Ông Palicot nói. Truyền thông Pháp đưa tin, ông Dominic Palicot, 71 tuổi, người chồng bị cáo buộc đánh thuốc mê vợ mình là bà Giselle Palicot, 72 tuổi. Đáng lẽ phải làm chứng trong phiên tòa diễn ra vào tuần trước, nhưng ông đã vắng mặt do vấn đề sức khỏe. Hiện ông Pellicott đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hiếp dâm, hiếp dâm tập thể và các vi phạm quyền riêng tư khác, khi ông ta ghi âm và phát tán các hình ảnh có nội dung nhạy cảm. Theo các phương tiện truyền thông Pháp ghi nhận, đã có những lúc ông Pellicott bật khóc. Ông cho biết mình đã có khoảng thời gian trưởng thành khó khăn và từng bị hiếp dâm khi chỉ mới 9 tuổi bởi một nữ y tá. Caldicott mô tả cha mình là một người bạo lực và mẹ ông ta cũng phải chịu cảnh bị cưỡng hiếp. Ông Caldicott cho biết vào năm 14 tuổi, ông ta đã bị buộc phải chứng kiến và tham gia cưỡng hiếp tập thể một người phụ nữ. Điều đó thật quá sức chịu đựng, ông Caldicott nói với tòa án. Bà Giselle Pellicott cũng đã có mặt tại tòa án và nghe thấy những lời phát biểu của chồng mình. Thật khó khăn để nghe chính miệng ông ta nói những điều như vậy. Suốt 50 năm qua, dù chỉ trong một phút giây, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ ông ấy đã cưỡng hiếp tôi. Tôi đã hoàn toàn tin tưởng ông ta, bà nói. Lời khai của ông Pellicott có tính quyết định đến bản án của 50 người đàn ông khác trong độ tuổi từ 26 đến 74, những người mà đã tham gia cưỡng hiếp bà Giselle Pellicott thông qua lời mời gọi của ông ta. Trong đó có bốn bị cáo chuẩn bị được đưa ra xét xử trong thời gian sắp tới. Một số bị cáo thừa nhận rằng ông Pellicott khi ấy đã nói với họ rằng ông ta đã đánh thuốc mê vợ mình trong khi số còn lại khẳng định họ nghĩ bà Giselle Pellicott chỉ đang giả vờ ngủ và đồng thuận với hành vi này. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm. Vụ ám sát ông Trump mới đây cho thấy sự căng thẳng của cuộc bảo vệ mật vụ. Một vụ ám sát mới nhằm vào cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã làm nổi bật những căng thẳng mà cục bảo vệ mật vụ Mỹ đang gặp phải Tay súng đã ẩn nấp gần sân golf của ông Trump trong gần 12 giờ đồng hồ mà không bị phát hiện, trong khi cơ quan này thiếu khoảng 400 nhân viên so với số lượng được quốc hội phê duyệt. Cục bảo vệ mật vụ hiện đang hoạt động dưới áp lực lớn, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống 2024 đang đến gần. Việc bảo vệ ông Trump gặp khó khăn đặc biệt khi ông chơi golf tại các câu lạc bộ riêng. Giám đốc tạm quyền Ronald Rowe cho biết các nhân viên đang làm việc với mức độ căng thẳng cao Quốc hội có thể cấp thêm ngân sách nhưng tình trạng thiếu nhân viên sẽ cần thời gian để khắc phục. Trung Quốc đã chi hơn 3 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu rau quả Việt Nam. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu rau quả Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đã đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất chiếm trên 65% thị phần. Nước này chi gần 3,1 tỷ đô la Mỹ mua rau quả từ Việt Nam. Các thị trường khác như là Mỹ, Nam Hàn, Thái Lan và Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng 35 đến 90% trong nhập khẩu rau quả từ Việt Nam. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định, xuất khẩu rau quả đang vươn lên vị trí hàng đầu trong nhóm nông sản, vượt qua gạo, vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh, đặc biệt nhờ vào nhu cầu mua sầu riêng từ Trung Quốc, ông Nguyên nói. Tháng trước, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Hai nước đã ký nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh và dừa tươi sang thị trường tỷ dân, mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt. Dự kiến xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sẽ đạt 400 đến 500 triệu đô la Mỹ năm nay, còn dừa tươi thì có thể thêm 200 đến 300 triệu đô la Mỹ. Đây là động lực quan trọng cho phát triển bền vững ngành nông sản. Năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam có thể đạt kim ngạch 7 tỷ đô la Mỹ. Triệu Phú Mỹ ngày càng thích thuê nhà George Kunin, một triệu phú và nhà sáng lập FinTech, đã quyết định thuê một căn hộ ở Manhattan với giá 19.000 đô la Mỹ mỗi một tháng sau khi không tìm được nhà mua phù hợp. Đây là một phần của xu hướng ngày càng gia tăng trong giới triệu phú tại Mỹ, với số lượng triệu phú thuê nhà ngày càng nhiều. Dữ liệu từ Đại học Minnesota cho thấy, Tỷ lệ hộ gia đình có thu nhập cao thuê nhà đã tăng từ 8,4% lên 10,5% trong giai đoạn 2018 đến 2022. Đối với những hộ gia đình có tài sản thuộc top 5%, tỷ lệ thuê nhà đạt mức 3,7%, là mức cao nhất từ đầu thập niên 90. Sự gia tăng này phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của các triệu phú về việc sở hữu bất động sản. Các yếu tố như lãi suất thế chấp cao, giá bất động sản tăng và chi phí giao dịch cao đã làm cho việc mua nhà trở nên khó khăn. Thay vì mua thì nhiều triệu phú chọn thuê nhà để có sự linh hoạt và tránh các vấn đề liên quan đến việc sở hữu. Một số triệu phú trẻ như là Nick Chipero đã quyết định thuê nhà cho đến khi điều kiện tài chính trở nên thuận lợi hơn. Các công ty bất động sản đang điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này bằng cách xây dựng các căn hộ lớn hơn và cung cấp các tiện nghi cao cấp. Bánh trung thu ở châu Á, song viên của Nam Hàn, Tsukimi Danko của Nhật Bản hay bánh đoàn viên của Trung Quốc là những món bánh truyền thống người dân các nước ăn trong dịp trung thu. Thứ nhất, ở song viên Nam Hàn, Songpyeon là bánh người Nam Hàn và Bắc Hàn thường ăn vào dịp trung thu. Bánh có hình bán nguyệt, làm từ bột gạo, nhân vừng, đậu đỏ, đậu xanh hay hạt giả. Sau khi nặng xong, người thợ cho bánh vào nồi hấp. Bên dưới lót lá thông để hương vị thanh khiết. Songpyeon được dùng để cúng bái tổ tiên. Mỗi địa phương có cách làm và nguyên liệu làm bánh khác nhau nhưng đều dùng ngũ cốc mới thu hoạch để tạ ơn tổ tiên trong một mùa màng bội thu. Theo truyền thuyết thì những cô gái làm ra chiếc bánh songpyeon đẹp nhất sẽ gặp được những người đàn ông đẹp trai và thông minh, vì vậy tại lễ hội Chuseok, các cô gái cùng nhau làm bánh và bình chọn xem ai làm ra những chiếc bánh đẹp nhất trong tiếng cười vui vẻ. Ngày nay thì món bánh này thường được cả gia đình các thế hệ cùng làm với nhau. Thứ hai là Tsukimi Dango của Nhật Bản. Dango là tên gọi chung của loại bánh làm từ bột gạo Mochiko, khá giống với Mochi là một loại bánh dày làm từ gạo nếp thường được dùng chung với trà dango có nhiều loại mỗi loại dùng theo từng mùa vào trung thu thì người nhật thường ăn bánh tsukimi dango tsukimi nghĩa là ngắm trăng tsukimi dango có nhiều hình dạng khác nhau tùy theo phong tục mỗi vùng miền nhưng phổ biến nhất vẫn là hình tròn bánh tsukimi dango trong lễ hội trung thu thường được xếp hình kim tự tháp trên một kệ gỗ một vài chiếc bánh trên cùng có thể màu vàng tượng trưng cho mặt trăng Thông thường mâm cổ sẽ có 15 chiếc bánh tượng trưng cho ngày rằm hoặc 12 chiếc tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Sau khi bày xong thì đĩa bánh sẽ được đặt ở hiên nhà hoặc nơi có cửa sổ, nơi đón trăng rõ nhất. Thứ ba là Hopia ở Philippines. Bánh trung thu của người Philippines là những chiếc bánh nướng đơn giản, không nhiều màu sắc hay là hoa văn. Phần nhân thường là đậu xanh, đậu đỏ, thịt lợn hay là khoai lang tím. Bánh độc đáo ở phần bột, ngoài, nhiều lớp và giòn, Tết Trung Thu ở Philippines được lưu truyền và tổ chức bởi cộng đồng người Hoa. Vào dịp này, người gốc Hoa thường làm bánh rồi chia cho bạn bè và hàng xóm. Hopia có xuất xứ từ Phúc Kiến, Trung Quốc, là quà mang lời cầu chúc thịnh vượng và may mắn. Thứ tư là bánh Trung Thu đoàn viên của Trung Quốc. Tại Trung Quốc, Tết Trung Thu hay Tết đoàn viên là ngày lễ đặc biệt bởi trước đêm Trung Thu, mọi người đều quay về đoàn tụ với ông bà, cha mẹ, ăn bữa cơm đoàn viên, Tên bánh là đoàn viên cũng mang ý nghĩa đó. Là món bánh cả nhà cùng nhau thưởng thức mỗi ngày rằm tháng 8. Chiếc bánh cổ truyền Trung Quốc thường có hình tròn như mặt trăng, nhưng trứng muối. Hình tròn của bánh tượng trưng cho lời chúc, niềm hy vọng mọi điều trong cuộc sống của mỗi người luôn được tròn đầy và viên mãn. Ngày nay thì bánh đoàn viên có nhiều loại nhân như đậu xanh, đậu đỏ, khoai môn, trà xanh, thịt quay, xá xíu. Vỏ bánh thường được in các chữ với ý nghĩa tốt lành như tài, lộc đức cùng các hoa văn đặc trưng của quốc gia này. Làm và tặng bánh trung thu là một trong những nét truyền thống tại Trung Quốc. Vì các thành viên trong gia đình cùng nhau thưởng thức bánh trung thu mang ý nghĩa xuân vầy và đoàn kết. Thứ năm là bánh da tuyết Singapore, bánh da tuyết hay bánh pha lê. Bánh dẻo lạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc phổ biến trong dịp trung thu tại nhiều nơi, trong đó có Singapore. Đây là loại bánh làm từ gạo nếp hấp chín được để lạnh. Làm xong thì bánh không cần phải nướng như các loại khác mà có thể ăn ngay bánh dẻo lạnh có nhân truyền thống thường là lòng đỏ trứng hạt sen hoặc đậu đỏ ngoài ra hiện có nhiều loại khác nhau như bánh nhân đậu xanh trà xanh mứt dâu tây chocolate cà phê phô mai hay các loại trái cây như sầu riêng xoài bưởi còn bánh ngàn lớp của đài loan dịp tết trung thu ở đài loan mọi người sẽ tặng quà như một cách thể hiện sự yêu mến thân thiện của mình với người thân bạn bè trong đó bánh trung thu là thức quà được ưa chuộng Ngoài bánh nướng giống bánh đoàn viên ở Trung Quốc đại lục thì người Đài Loan còn ăn loại bánh khác có hình tròn, của nhiều lớp được gọi là bánh trung thu ngàn lớp. Đây là loại bánh có nguồn gốc từ Triều Châu, Trung Quốc. Bánh ngàn lớp nhưng phần vỏ khá mỏng, bao bọc lấy phần thân, thường là trứng chảy. Khâu gắn bột làm bánh khá công phu và cầu kỳ khi pha trộn nhiều màu bột khác nhau. Bánh trung thu ngàn lớp tượng trưng cho lợi chúc cuộc sống lớp lớp ấm no, lớp lớp hạnh phúc được bao bọc trong những điều tốt đẹp và viên mãn. Loại bánh này không chỉ phổ biến ở Đài Loan mà cũng được ưa chuộng ở Malaysia và Singapore. Trong phần thông tin về sức khỏe, đậu bắp giúp bổ máu và ngừa loãng xương. Đậu bắp giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất dồi dào, mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Thứ nhất, đậu bắp giúp bổ máu và ngừa thiếu máu. Đậu bắp chứa một lượng lớn đáng kể chất sắt, folate và vitamin K, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất hồng cầu khỏe mạnh. Sắt là thành phần chính của hemoglobin, protein mang oxy trong hồng cầu. Nếu cơ thể thiếu chất sắt, khả năng vận chuyển oxy của máu sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến tình trạng thiếu máu. Folate còn được gọi là vitamin B9, tham gia vào quá trình phân chia và phát triển tế bào, bao gồm cả tế bào hồng cầu. Vitamin K cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đông máu và sản xuất hồng cầu. Thường xuyên bổ sung đậu bắp vào chế độ ăn giúp ngăn ngừa thiếu máu, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai và trẻ em. Thứ hai là tăng cường sức khỏe xương khớp và ngừa loãng xương. Đậu bắp chứa một lượng đáng kể các dưỡng chất thiết yếu cho xương như là canxi, magi và vitamin K, cùng với các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Magi hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi vào xương, đồng thời tham gia vào quá trình chuyển hóa vitamin D, một dưỡng chất quan trọng khác cho sức khỏe xương. Vitamin K kích hoạt các protein cần thiết cho quá trình khoáng hóa xương, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương. Bên cạnh đó, đậu bắp còn chứa nhiều chất chống oxy hóa bao gồm vitamin C và các flavonoid. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể, giảm viêm và bảo vệ các tế bào xương khỏi tổn thương. Nhờ đó, đậu bắp có thể hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh lý về khớp như viêm khớp và thoái hóa khớp. Thứ ba là cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón với hàm lượng chất xơ và chất nhầy dồi dào, đậu bắp đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hoạt động trơn tru của hệ tiêu hóa, đồng thời cung cấp prebiotic là một loại thức ăn cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ, chất nhầy và prebiotic, đậu bắp không chỉ giúp nhuận trường, kích thích tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón, mà còn nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột tạo nên một môi trường sống khỏe mạnh cho các lợi khuẩn phát triển. Điều này giúp cân bằng hệ vi sinh, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và nâng cao sức khỏe đề kháng của cơ thể. Thứ tư là kiểm soát đường huyết và hỗ trợ điều trị tiểu đường. Đậu bắp giàu chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường từ thức ăn vào máu. Nhờ đó, đậu bắp giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu sau bữa ăn, duy trì mức đường huyết ổn định và giảm thiểu nguy cơ mắc các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, đậu bắp có khả năng làm tăng độ nhạy insulin của cơ thể. Insulin là một hormone quan trọng giúp điều hòa lượng đường trong máu bằng cách đưa đường từ máu vào tế bào để sử dụng hoặc dự trữ. Thứ năm là bảo vệ tim mạch. Việc thường xuyên bổ sung đậu bắp vào chế độ ăn uống không chỉ mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết mà còn là một cách đơn giản và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Với hàm lượng chất xơ và các chất chống oxy hóa dồi dào, đậu bắp giúp giảm cholesterol xấu, ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, mang đến cho bạn một trái tim khỏe mạnh và cuộc sống tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, chất xơ trong đậu bắp còn giúp kiểm soát cân nặng bằng cách tạo cảm giác no lâu, giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Điều này cũng gián tiếp góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch, vì béo phì là một yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến các bệnh về tim mạch. Phần thông tin về sức khỏe cũng đã kết thúc bản tin thế giới này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi những tin tức đáng chú ý trên khắp Canada trong video tiếp theo. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.